Ngày 14 tháng 3 năm 2019, tức ngày 9 tháng 2 âm lịch năm Kỷ Hợi, huyện Thanh Chương long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Đền Bạch Mã năm 2019. Đền Bạch Mã được xây dựng vào thời Lê, thờ danh tướng Phan Đà, người có công lớn trong sự nghiệp đánh đuổi quân Minh, giải phóng đất nước ở thế kỷ 15, từng được truy phong là Đô Thiên Đại Đế Bạch Mã, Thượng Đẳng Phúc Thần. Đây là một trong bốn đền linh thiêng nhất của xứ Nghệ. Lễ hội Đền Bạch Mã diễn ra trong 2 ngày 14-15 tháng 3 năm 2019 với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh gồm lễ khai quang, yết cáo, dâng hương, đại tế, lễ tạ. Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao đặc sắc như thi đấu bóng chuyền, bóng đá, tổ chức trò chơi dân gian, hội thi nét đẹp nữ sinh thanh lịch, thu hút đông đảo du khách. Lễ hội góp phần vào việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân địa phương và du khách thập phương.